Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông thăm hỏi, khảo sát hoạt động đội nghệ nhân cồng chiêng và diệt thổ cẩm tại Bon Pinau. Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp dân 378 lượt với 725 người. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 14 tháng 10. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm 2021 diễn ra sáng nay, 14 tháng 10. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả của cả ngành nội chính đạt được. Điều này góp phần quan trọng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, tham nhũng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, xúi dục tập trung đông người, khiếu nại gây mất an ninh trật tự. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Sáng nay, 14 tháng 10, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến khảo sát tình hình hoạt động của đội nghệ nhân cổng chiêng và diệt thổ cẩm tại Bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk Lấp. Sau khi thăm hỏi, khảo sát, nắm bắt tình hình đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh đã thông tin một số hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa của tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới, cần đến sự góp mặt biểu diễn của các nghệ nhân. Do đó, các nghệ nhân giữ gìn sức khỏe, nhất là tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 các nghệ nhân tăng cường tập luyện nhuần nhuyễn các bài đánh cổng chiêng, trình bày các hoa văn trên thổ cẩm, tìm tòi, nghiên cứu, nâng cao kiến thức văn hóa truyền thống của mình để sẵn sàng tham gia biểu diễn tại các sự kiện. Phục tra biểu diễn phải đảm bảo đúng với văn hóa truyền thống của đồng bào mơ nông. Tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các nghệ nhân yên tâm tập luyện và đi tham gia biểu diễn. Trong 9 tháng qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Nông đã nỗ lực trong mọi hoạt động. Các doanh nghiệp hội viên đã chủ động tìm tòi các giải pháp vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, vừa tham gia phòng chống dịch hiệu quả. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã tích cực tham các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ thể như, hội đã vận động quyên góp 285 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổ chức chương trình ATM gạo không đồng hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam với số tiền 70 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đã tham gia làm cầu nối tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp về vốn, cơ chế, chính sách. Tính đến ngày 14 tháng 10, Đắk Nông có 622 trường hợp mắc Covid-19 đã được chữa khỏi và xuất viện, chiếm 71% tổng số ca mắc. Tính từ 12 giờ trưa ngày 13 đến 12 giờ trưa ngày 14 tháng 10, Đắk Nông ghi nhận 9 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên 882 trường hợp. Trong số các ca mắc mới, huyện Cư rút có 1 ca. Crong Nô 2K, Đắk Lấp 4K, Tuy Đức 1K và Đắk Song 1K. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhưng thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã linh hoạt chỉ đạo các sở, ban, ngành duy trì công tác tiếp công dân. Mọi quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên địa bàn vẫn được bảo đảm. Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, tại trụ sở tiếp công dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp dân 378 lượt với 725 người. Trong đó, đa phần công dân đến trụ sở để kiến nghị, phản ánh hoặc khiếu kiện các nội dung đang được các cấp ngành xem xét, xử lý. Việc xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có đề nghị gặp trực tiếp chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã được trưởng ban tiếp công dân kịp thời báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét xử lý theo quy định. Một số trường hợp các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân theo quy định về chuyên môn. Có những vụ việc khiếu kiện kéo dài, đông người trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và đối thoại. Nhiều vụ việc phức tạp, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp xuống hiện trường để tiếp và đối thoại với người dân. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.